Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 5 đô token BTR các bạn. Một token BTR này đã có giao dịch trên sàn Pancake Swap là BTR qua BNB nè bạn, BTR qua BUSD nè bạn. Còn trên sàn Qtwap thì BTR qua BNB và cũng giao dịch qua cặp UTT nè bạn. Còn chắc nó. Đây thì chương trình này góp này nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2021 và end vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 và phân phối vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 ha. Để tham gia giá hôm nay mình click phần link dưới mô tả của mình, các bạn mở link form các bạn. Các bạn cho anh vào 4 3 kênh trả lời các bạn. Follow Twitter thì các bạn follow nữa các bạn. Và Twitter các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi này các bạn. Các bạn lướt xuống nữa các bạn. Các bạn like này các bạn. Các bạn Twitter nữa các bạn. Mình test like nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi bấm. Tiếp tục thì điện thông tin các bạn. Thì ID này là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username của tất cả các bạn nè. Cộng anh 1133 1234. Tiếp tục thì username Twitter các bạn là cộng MMO các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Địa chỉ ghép này thì các bạn ghi giùm mình là cộng an 1111141 các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ BS20 các bạn. Đâu rồi. Mày đứng máy bạn yêu xìu, các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn, mình sao chép nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lời, các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi việc bạn bấm gỡ là xong các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn dùng những video clip tiếp theo của mình nha.